everybody. And now I... Thật ra mình là người Việt Nam thôi, mình ở quận 7 và năm ngoái thì mình có tham gia hội chợ triển lãm cà phê toàn quốc cũng như là toàn thế giới để các bạn các quốc gia khác nhau để giao lưu văn hóa giữa trà cà phê, các nguyên liệu để giúp các bạn khởi nghiệp, mở các shop hoặc là người tiêu dùng biết đến nhiều hàng hơn. Thì hôm nay Kim Oanh đang ở một cửa hàng của các bạn Nhật Bản cực kỳ dễ thương, có thương hiệu là Holly's Bensi. Đây ạ. Hello. Yes. You can talk about your tea. Okay? Yeah. Yeah. You can ask me your name and your from what country do you come here? Hey, I'm Michael. Yep. Michael. I'm from Japan. Yeah. I want our yes. Lovely tea. Yes. Yeah, Asia area. Okay. Vietnam or Jakarta or Hong Kong. Yes. Also, I love this. Yeah. Yes. And because the Asian girls is so beautiful. Yes. Carrying the. Okay. Yes. Money. Oh. Because I see the so beautiful Asian girls. Yes. Thank you so. Need our tea. Yes, I love this. I very. You are beautiful too. Okay, thank you so. Yeah, oh yeah. I love to drink tea every morning. Yeah, you know, as good. I want to be so beautiful and cute girls to be our customer. Love. Because my company. Your fancy? Yeah. I think that help to the so many women. Yeah. And girls. Yes. And of course, guys. Yeah. Okay. Women are happy. Yeah. Women is happy. Yeah. It is the relation to boys and guys to be happy. Yeah. Yeah. And I good looks and I want to your teeth around the world. I see at every beauty. Yeah. Yes. Women. Yeah. Thank you.